Trân trọng kính chào quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh, cô chào các em học sinh lớp 2 đang theo học trên truyền hình. Tiếp tục với chủ đề Em yêu thiên nhiên, hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với chủ điểm Thế giới loài chim. Ở chủ điểm này, các em sẽ được mở mang thêm kiến thức về các loài chim trong thế giới tự nhiên. Ngoài ra, các em còn biết được thêm tên của rất nhiều loài chim, lợi ích của chúng, niềm vui chúng mang lại cho con người từ đó càng thêm yêu và biết cách bảo vệ chúng. Chúng ta vào hoạt động 1, chia sẻ. Hãy gọi tên những loài chim chưa có tên trong ảnh. Gợi ý, cú mèo, quà, chim sâu, gõ kiến, cảnh cụt. Đây là một bức tranh rất phong phú và đa dạng về các loài chim. Có tất cả bao nhiêu loài chim cả em? À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả 10 loài chim đúng không nào? Trong đó có một số loài chúng ta đã biết tên như là bỏi cá, chim gáy, rẻ quạt, vàng ăn và bìm bịp. Những loài chim còn lại chưa biết tên. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đi tìm nhé. Các em hãy theo dõi vào loài chim thứ nhất. Đây là chim gì các em? Cô gợi ý cho các em. Loài chim này, nó sống ở một nơi rất là lạnh. Tuy nó có cảnh như thế này, nhưng mà nó lại không biết bay. Đó là chim gì? À, đây chính là chim cạn cụt. Đây là hình ảnh những chú chim cạn cụt. Chim cảnh cụt sống ở Nam Bản Cầu. Chim cạn cụt bơi lành trong nước và không biết bay đến với loài chim thứ hai là chim gáy vì sao nó có tên là chim gáy à sở dĩ mà nó có tên là chim gáy là người ta đã dựa vào tiếng kêu của nó để đặt tên cho nó bên cạnh đó nó còn có tên là chim cú cườm bởi vì các em để ý trên cổ của nó có những cái đốm giống như là đang đeo cườm vậy cho nên nó có tên là cô cườm chúng ta đến với loài chim số 3 đó là chim rẻ quạt các em hãy theo dõi vào cái đuôi của nó xòe ra như một cái quạt đúng góc nào chính vì vậy nó có tên là chim rẻ quạt đến với loài chim số 4 loài chim này có cái mỏ rất là khỏe nó dùng cái mỏ và gò 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 vào thân cây để kiếm môi đó là chim gì các em à đây chính chính là chim gò kiến các em hãy theo dõi chú chim gò kiến đang săn mồi này chúng ta đến với loài chim số 5 đó là chim bòi cá vậy vì sao nó có tên là bòi cá à, bởi vì chúng là bắt cá rất là giỏi cô mời các em theo dõi chú chim đang săn buồn Chú chim này bắt cá rất là giỏi, đúng không các em? Chính vì vậy, chú đã có tên là bói cá. Chúng ta đến với loài chim số 6. Đây là một loài chim mà toàn thân của chú có một màu đen. Đây là chim gì các em có biết không? À, đây là cò đây các em à. Vậy vì sao chú có tên là cò? Đó chính là tiếng kêu của chú quà và người ta đã dựa vào tiếng kêu để đặt tên cho chú. Tiếp đến là loài chim số 7. Các em quan sát xem chú chim này đang làm gì? À, trên mỏ của chú ngầm những chú sâu nhỏ, cho nên chú là chim sâu. Chim sâu, bắt sâu rất là giỏi, cho nên chúng có tên là chim sâu và chúng là bàn của nhà nông đấy các em à chúng ta đến với loài chim số 8. Các em tự quan sát xem. Chú chim này giống con gì? À, chú có một khuôn mặt rất là giống con mèo đúng không các em? Chính vì vậy, chú có tên là cụ mèo. Loài chim số 9 là chim vàng anh. Trên mình của chú có một bộ lông màu vàng rất là đẹp. Loài chim số 10 đó là bim bịp. Một cái tên thật là nguồn ngẩn đứng gốc nào. Và các em hãy lắng nghe tiếng kêu của chủ nhé. À, người ta đã dựa vào tiếng kêu của chủ để đặt tên cho chú là Bim Bim đấy. Bây giờ chúng ta hãy đọc lại tên những loài chim mà chúng ta vừa biết nhé. 1. Cánh cụt 2. Chim gáy 3. Rẹ quạt 4. Gõ kiến 5. Bòi cá 6. Quà 7. Chim sâu 8. Củ mèo 9. Vàng ăn 10. Bìm bịp Như vậy là chúng ta đã biết thêm được 10 loài chim rồi và chúng ta còn biết thêm những điều rất thú vị về những loài chim này. Bây giờ, chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức mà chúng ta vừa biết để làm bài tập 2. Xếp tên các loài chim nói trên vào nhóm thích hợp. A. Gọi tên theo hình dáng, màu sắc. B. Gọi tên theo tiếng kêu. C. Gọi tên theo cách kiếm ăn. Những loài chim gọi tên theo hình dáng, màu sắc đó là chim cành cụt. Gọi tên theo tiếng kêu là chim bìm bìp Gọi tên theo cách kiếm ăn là chim bòi cá. Vậy, ngoài những loài chim này, thì còn những loài chim nào khác nữa? Đối với những loài chim gọi tên theo hình dạng và màu sắc, khi đọc vào tên của chúng, thì chúng ta có thể đoán được hình dạng của nó như thế nào, hay là màu sắc, nó có màu gì, đúng không nào? Vậy, những loài chim gọi tên theo hình dạng màu sắc Ngoài chim cảnh cụt ra Thì con chim gì nữa các em À Chim củ mèo Chim vàng ăn Chim rẻ quạt Hay là chim gãy Hay là còn gọi là chim cú cườm Đối với những loài chim gọi tên theo tiếng kêu Tức có nghĩa khi đọc vào tiếng của nó Thì chúng ta đã mương tường được Là tiếng kêu của nó như thế nào rồi đúng không Ngoài chim bìm bìm ra thì chúng ta còn có quà chim gái. Đối với những loài chim gọi tên theo cách kiểm ăn, thì khi vừa gọi đến tên của nó, chúng ta cũng đã biết được thức ăn chính của nó là gì. Như là chim bỏi cả, gõ kiến hay là chim sâu. Như vậy thì chúng ta đã biết được tên 10 loài chim và chúng ta còn biết gọi tên theo hình dạng màu sắc, theo tiếng kêu hay là theo cách kiếm ăn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một loài chim mới nữa và nó rất là đáng yêu, đó là chim gì? Cô mời các em hãy quan sát lên màn hình. Hãy nói cho mọi người cùng nghe tranh vẽ gì? À, bức tranh vẽ những chú chim đang bay lượn trên những cành hoa. Trên trời thì có những đám mây nhẹ, dưới đất thì có cây, hoa lá xanh um các em có biết những cành hoa này là hoa gì không? À, cành hoa màu hồng chính là hoa đào. Còn cành hoa màu vàng chính là hoa mai. Đây là những loài hoa đặc trưng của ngày Tết. Và những con chim đang bay lượn này chính là chim én thì các em à. Chim én thường xuất hiện nhiều khi mùa xuân về. Chính vì vậy, chúng được mình danh là loài chim bảo hiệu mùa xuân đến thật thú vị đúng không nào? Và sẽ còn rất nhiều điều thú vị khác nữa đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Bây giờ, cô trò chung mình hãy cùng đến với bài đọc 1, chim én. Cô mời các em mở sách trang 39 và lắng nghe cô đọc. Chim én, chim én bần đi đâu? Hôm nay về mở hồi lườn bay như dẫn lối rủ mùa xuân cùng về cỏ mọc xanh chân đê rau sum xuê nương bãi cây cam vàng thêm trái hoa khoe sắc nơi nơi trời rắc bùi mưa rơi mầm non vươn đứng dày ẻn bay trao cảnh vẫy mừng vui rồi lại đi chim ơi chim nói gì khi lớn thêm một tuổi xuân dục đối với bài thơ chim én này thì các em cần đọc với dòng điều vui tươi ngắt và nghỉ hơi ở những dấu câu và của dòng thơ bây giờ các em hãy luyện đọc từng dòng thơ nhé các em đã luyện đọc từng dòng thơ xong rồi đúng không nào bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình đây là những chú chim én hình vẽ của những chú chim én sau khi các em đọc và các em quan sát các em có biết chim én là một loài chim như thế nào không à, chim én là loài chim nhỏ cánh dài và nhọn chanh ngắn bay rất nhanh thường gặp nhiều vào mùa xuân Chúng ta quay trở lại với bài thơ chim én. Quan sát vào bài thơ này thì chúng ta dễ dàng nhận ra rằng bài thơ được chia làm bốn khổ với thứ tự như sau: 1, hai, ba, 4. Bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ nhé. Để về khổ thơ thứ nhất. Chim én, chim én bần đi đâu? Hôm nay về mở hồi lườn bay như dẫn lối rủ mùa xuân cùng về khi đọc khổ thơ thứ nhất các em nhớ đọc thêm tên đề bài các em ngắt hơi ở cuối dòng thơ và nghỉ hơi ở cuối khổ thơ ngoài ra các em còn lưu ý một số tiếng như sau tiếng đầu tiên đó là tiếng bần thứ hai là lườn thứ ba là dẫn thứ tư đó là tiếng xuân. Những tiếng này có ấm cuối nơ nên khi đọc các em cần đánh lưỡi lên trên. Cô mời các em hãy đọc lại những tiếng này thêm một lần nữa nào. Bây giờ các em hãy luyện đọc khổ thơ thứ nhất. Chúng ta đến với khổ thơ thứ hai. Cỏ mọc xanh chân đê, rau xum xuê nương bãi, cây cam vàng thêm trái, hoa khoe sắc nơi nơi. Ở khổ hai này, các em lưu ý từ xum xuê. Có âm đầu sờ, khi đọc các em phải tạo ra rõ. Từ thứ hai, đó là từ nương bãi. Tiếng bãi có thân ngạ, khi đọc các em canh kéo dài. Các em hãy luyện đọc lại hai từ này nào. Các em hãy luyện đọc câu hát. Chúng ta đến với khu 3. Trời rắc bùi mưa rơi, mầm non vươn đứng dậy, én bay trao cảnh vẫy, mừng vui rồi lại đi. Ở khu án này, các em chú ý tiếng vươn và từ cảnh vẫy các em hãy luyện đọc từ và tiếng này nhé. Các em hãy luyện đọc khổ bác Bây giờ, các em tiếp tục luyện đọc khổ bốn. Khi đọc khổ bốn, thì các em nhớ đọc thêm tên tác giả. Như vậy thì chúng ta đã vừa luyện đọc tiếng, đọc từ, luyện đọc từng dòng thơ và từng khổ thơ rồi. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau luyện đọc từng toàn bộ bài thơ này. Cả em hãy đọc to cùng với cô nhé. Chim én, chim én bần đi đâu? Hôm nay về mở hồi, lườn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về cỏ mọc xanh chân đê, rau sum xuê nương bãi, cây cam vàng thêm trái, hoa khoe sắc nơi nơi. Trời rắc bùi mưa rơi, mầm non vươn đứng dậy, ẻn bay trao cảnh vẫy, mừng vui rồi lại đi. Chim ơi, chim nói gì? Khi lớn thêm một tuổi, xuân dục như vậy thì chúng ta đã vừa luyện đọc toàn bộ bài thơ rồi. Để hiểu rõ hơn về bài thơ chim én này, bây giờ cô cho chúng ta sang hoạt động tiếp theo, đó là đọc hiểu. Câu thứ nhất, em hiểu chim én rủ mùa xuân cùng về nghĩa là gì? Chọn ý đúng. A. Chim én bảo hiệu mùa xuân về. B. Chim én dẫn đường cho mùa xuân về. C chim én về để mở hồi xuân. Chúng ta đã biết rằng chim én thường xuất hiện nhiều khi mùa xuân đến đúng không nào? Và chúng được mình danh là loài chim bảo hiệu mùa xuân về. Vậy, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án nào? À, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Chim én bảo hiệu mùa xuân về. Khi mùa xuân đến thì chim én xuất hiện rất nhiều. Hay là khi chúng ta thấy chim én thì chúng ta biết à, mùa xuân đã đến rồi. Hoặc khi chúng ta thấy hoa phường hay là tiếng ve kêu, nghe được tiếng ve kêu thì chúng ta đã biết mùa hè đến rồi đúng không nào? Và các bạn học sinh sắp được nghỉ hè. Còn khi chúng ta thấy lá vàng rơi xao xác thì chúng ta biết rằng mùa thu đã đến rồi. Chính vì vậy, chim én là một dấu hiệu, là một báo hiệu cho mọi người biết rằng mùa xuân đã đến. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Tìm những câu thơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về. Ở câu này, các em có thể sử dụng bút chì hay thử kẻ để đánh dấu những câu thơ nói về vẻ đẹp của cây cối khi mùa xuân về. Câu thơ nào nói về vẻ đẹp của cây cối khi mùa xuân về các em? À, chúng ta có thể nêu ra một số câu đó là cỏ mọc xanh chân đê rau xung xuê nương bãi cây cam vàng thêm trái hoa khoe sắc nơi nơi mầm non vươn đứng dậy chúng ta biết rằng mùa xuân là mùa của chồi non của hoa của lá khi mùa xuân đến thì cỏ mọc xanh chân đê Rau thì mọc xung xuê cả nương cả bãi. Cây cam thì đơm thêm nhiều trái nhỏ. Hoa thì nửa rộ và khoe sắc khắp nơi để chờ đón Tết. Những mầm non, chồi non thì vươn đứng dậy. Các em có biết tại sao là như thế không? À, khi mùa xuân đến thì không khí ẩm áp. Nó không còn lạnh lẽo như mùa đông mà nó cũng không còn nóng bức như mùa hè nữa. Không khí và độ ẩm phù hợp để cây cối sinh sôi và phát triển. Không chỉ cây cối mà con người khi đến mùa xuân, con người cũng đẹp hơn, tươi hơn, vui hơn và yêu đời hơn đúng không nào? Các em có thích mùa xuân không? Còn cô thì cô rất thích mùa xuân. Và những chú chim én cũng rất thích mùa xuân này các em ha chính vì vậy khi mùa xuân đến thì chim én là bay lượn khắp nơi và bay lượn rất là nhiều vậy các em muốn chim én nói gì khi mùa xuân về à để trả lời được câu hỏi này thì các em hãy thử tưởng tượng mình là một chú chim én nhỏ khi đến mùa xuân thì các em cần nói những lời chúc những điều tốt đẹp nào đến người thân bạn bè và những người xung quanh À, những chú chim én nhỏ hay là những bạn học sinh của cô có thể nói rằng là "Bạn đã lớn thêm một tuổi rồi, bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui đấy." Hoặc các em có thể nói, "Tôi chúc bạn học giỏi, làm được nhiều điều tốt nhé." Các em cần nói những lời chúc những điều tốt đẹp đến những người xung quanh, những người thân yêu của mình, bạn bè của mình trong những dịp lễ, dịp Tết, đúng không nào? không chỉ dịp lễ và dịp tết mà hằng ngày các em cũng nên nói lời yêu thương trao những niềm hạnh phúc đến mọi người xung quanh các em nhé sau khi chúng ta tìm hiểu bài thơ này vậy các em có biết bài thơ cho các em biết điều gì không à bài thơ chim én này cho chúng ta biết rằng chim én là một loài chim báo hiệu mùa xuân tươi đẹp đã đến và chim én còn làm cho cuộc sống của con người tươi đẹp hơn. Chúng ta cần yêu quý và biết cách bảo vệ chúng đúng không nào? Và đó cũng chính là nội dung của bài thơ chim én này. Các em hãy đọc to thêm một lần nữa cùng cố nắp. Chim én bảo hiệu mùa xuân tươi đẹp đã đến. Chim én làm cuộc sống thêm tươi đẹp, hãy yêu quý và bảo vệ các loài chim. Vậy chúng ta cần làm gì? để bảo vệ các loài chim các em. Chúng ta có thể làm gì đấy? À, chúng ta có thể là không chặt phá cây bừa bại, bởi vì cây là nơi mà uh, nơi ở của các loài chim. Chúng ta không nên săn bắt và nuôi chim cành. Chúng ta không đặt bầy và phá hủy chỗ ở của chúng. Và ngoài ra chúng ta còn phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ các loài chim và chúng ta còn tuyên truyền cho mọi người cùng biết để bảo vệ các loài chim nữa các em nhé các em có thể làm được không hy vọng là các em sẽ làm tốt vừa rồi thì chúng ta đã luyện đọc và tìm hiểu bài thơ chim én chúng ta biết chim én là loài chim bảo hiệu mùa xuân đến chim én còn làm cho cuộc sống của con người càng thêm tươi đẹp hơn cho nên chúng ta cần yêu quý và bảo vệ chúng ngoài ra chúng ta còn biết cách bảo vệ các loài chim này đúng không nào Bây giờ chúng ta sang hoạt động tiếp theo đó là luyện tập. Một bộ phận nào trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi ở đâu? A. Cỏ mọc xanh ở chân đê. B. Rau xum xuê trên nương bãi. C. Hoa khoe sắc khắp nơi. Chúng ta đến với câu A. Trước khi làm bài tập A này, các em hãy suy nghĩ xem bài tập yêu cầu chúng ta làm gì à bài tập yêu cầu chúng ta tìm bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ở đâu ở đâu tức có nghĩa là đang nhắc đến địa điểm nhắc đến nơi chốn chính vì vậy những từ ngữ những cụm từ mà nó nói đến địa điểm và nơi chốn chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu với câu a cỏ mọc xanh ở chân đê thì từ nào cùng từ nào nói về địa điểm nơi chốn a à, đó chính là ở chân đê ở chân đê là cụm từ nói đến địa điểm nơi chốn chính vì vậy ở chân đê chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu như vậy thì chúng ta đã hoàn thành bài tập A rồi đúng không nào? Bây giờ cô hỏi thêm các em một câu hỏi nhỏ nữa. Các em hãy lắng nghe nhé. Em hãy đặt câu cho bộ phận được gạch chân ở câu A. Ở câu A này, bộ phận được gạch chân chính là ở chân D. Ở chân D chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. Chính vì vậy, khi đặt câu cho bộ phận được gạch chân này, chúng ta chỉ việc thay thể tư ở đâu cho bộ phận được gạch chân này. Và chúng ta có thể viết lại như sau. Đầu tiên, chúng ta viết lại bộ phận không gạch chân. Đó là cỏ mọc xanh. Còn bộ phận được gạch chân này, chúng ta thấy bởi tư ở đâu. Và tư ở đâu là từ dùng để hỏi, cho nên cuối câu cần phải có dấu chấm hỏi Cảm em nhé. Và chúng ta có câu hoàn chỉnh đó là cỏ mọc xanh ở đâu? Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong câu A. Chúng ta biết ở chân D là từ chỉ địa điểm nơi chỗ. và nó trả lời cho câu hỏi ở đâu. Bây giờ chúng ta sang câu B. Rau xum xuê trên nương bãi. Vậy, bộ phần nào trả lời cho câu hỏi ở đâu? À, trên nương bãi. Trên nương bãi chính là cụm từ chỉ địa điểm nói chung Chính vì vậy, trên nương bãi là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. Và chúng ta có thể đặt câu như sau. Chúng ta có thể đặt câu cho bộ phận được gạch chân này như sau. Rau xum xuê ở đâu? Hay là ở đâu rau xung xuế? À, từ ở đâu? Khi đặt câu, các em có thể đặt ở cuối câu. Hoặc, các em có thể đặt ở đâu câu. Các em nhớ nhé! Tương tự như vậy, chúng ta đến với câu C. Hoa khoe sắc khắp nơi. Các em hãy xác lên xem. Đâu là bộ phần trả lời cho câu hỏi ở đâu? À, khắp nơi, chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. Vì khắp nơi này chính là từ chỉ địa điểm, chỉ nơi chốn. Và chúng ta có thể đặt câu cho bộ phận được gạch chân này, đó là hoa khoe sắc ở đâu hay là ở đâu hoa khoe sắc. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành bài tập 1 rồi. Chúng ta đã biết cách tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu và chúng ta còn biết được rằng từ ở đâu này khi đặt câu thì nó có thể nằm ở cuối câu hoặc nó có thể nằm ở đầu câu. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta sang bài tập 2. Hai, xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp. Chúng ta có các từ chim én, mở hồi, lườn bay, hoa, dẫn lối, rủ, trao, cánh. Vậy Mầm non Nhiệm vụ của chúng ta là sắp xếp những từ ngữ này Vào nhóm từ ngữ chỉ sự vật Hay là nhóm từ ngữ chỉ hoạt động Từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ hoạt động Các em đã được học chứ nào? À, từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động Chúng ta đã được học từ đâu nắm rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình hãy cùng ôn lại một chút nhé Từ chỉ sự vật bao gồm những từ chỉ người, chỉ con vật, chỉ cây cối, chỉ đồ vật, chỉ thời gian, chỉ hiện tượng thiên nhiên hay là chỉ cả khái niệm. Còn từ ngữ chỉ hoạt động, đó là những từ chỉ hành động như là nói, chạy, nhảy, nô đùa, vân vân rất là nhiều đúng không nào? Vậy Từ chỉ sự vật bao gồm những từ nào cả em? Trong những từ này này, thì từ chỉ sự vật bao gồm những từ nào? À, đó là chính én. Từ thứ hai đó là hoa. Từ thứ ba là cánh. Từ thứ tư đó là mầm non. Còn từ chỉ hoạt động là những từ chỉ hành động. Như là mở hồi, lườn bay, hay là dẫn lối, rủ, trao, vẫy. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành bài tập hả rồi. Và chúng ta vừa được ôn tập lại từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động. Đúng không nào? Hôm nay thì cô trò chúng ta đã cùng nhau luyện đọc bài thơ chim én Và chúng ta biết được nội dung của bài thơ chim én này. Đó là chim én là một loài chim bảo hiệu mùa xuân đến. Và chim én còn làm cho cuộc sống của con người chúng ta thêm tươi đẹp. Chúng ta cần yêu quý và bảo vệ chúng. Bên cạnh đó, chúng ta còn biết cách bảo vệ chim én và các loài chim nữa đúng không nào? Ngoài ra, hôm nay chúng ta còn biết được cách tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. Chúng ta còn biết thêm từ ở đâu khi đặt câu, nó có thể nằm ở đâu câu hoặc nó có thể nằm ở cuối câu. Bên cạnh đó, chúng ta còn được ôn tập từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động sau tiết học này thì các em hãy lâu, luyện đọc thật nhiều bài thơ chim én và các em hãy trả lời lại những cái, câu hỏi những bài tập mà chúng ta vừa học và các em cũng nhớ chuẩn bị thật kỹ cho tiết học tiếp theo tiết học tiếp theo các em sẽ nghe viết hai khổ thơ đầu của bài thơ chim én còn bây giờ tiết học của chúng ta đã kết thúc rồi cô chào tạm biệt các em